Chú cho Được. con hỏi câu nữa là bây giờ mà ví dụ bé nhà con ấy thì bây giờ cháu là sắp mọc răng thì cháu tim mẹ là cháu hay kiểu cắn ấy, bởi vì ngứa lợi mà, thì mình cũng có chữa lành 30 giây bình thường đúng không ạ chú? Chú biết những cái đứa trẻ mà nó mọc răng là kia nó quậy dữ lắm, khóc rồi bị sốt rồi kia lắm. Nhưng đặc biệt là những đứa con mà được học energy, được bố mẹ gửi năng lượng thì nó không có cái sự đó, chú thấy khoảng chừng 50%. 50% là chứ không phải là giống như là nó gào, nó thét, rồi nó khóc, rồi nó sốt, nó nóng lên là kia cha mẹ phải lo lắng là kia, nó chỉ khoảng nó giảm xuống còn khoảng chừng 50%, nghĩa là nó vẫn có thể là cảm thấy sốt nhưng mà sốt rất ngắn, có thể là nó cảm thấy nó hơi bực bội chút xíu nhưng mà rất ngắn, rất là chú nói là cái 50% là cái trạng thái là chúng ta vừa thấy thôi, chứ nó không có cái triệu chứng làm cuộc mình gọi là nó quấy lên hay nó bệnh, nó rất là nhẹ nhàng. Next, Miss Nguyen said, how about when my babies start teething? How can energy can help with this? And Mr. Lee said, based on the results that I received, during the teething process, energy can help the baby decrease the chance of having fever. And so continue to transmit the energy will decrease the chance that the baby feel uncomfortable during the teething process and, you know, not gonna have fever.